Truyền thông Nga gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là kẻ phản bội, cản trở công việc của Tổng thống Putin. Trong khi Trung Quốc lần đầu tiên bỏ phiếu coi Nga là quốc gia xâm lược tại Liên Hợp Quốc, phải chăng mối quan hệ Nga-Trung đã đổi chiều? Cụ thể, hãng tin Daily Mail của Anh cho biết, nhà phân tích Sergei Madan đã nói trên kênh truyền hình Soloviev của Nga rằng chuyến thăm của ông Tập tới Moscow tháng trước đã hủy hoại Kremlin. Chúng ta đã tự tin và vui mừng khi tin rằng Tập Cận Bình xem Zelensky là một con rối và chắc chắn sẽ không thèm gọi điện cho ông ta. Nhưng rồi họ đã công khai làm điều đó. Chúng ta phải nghĩ gì về điều đó? Chúng ta là bạn hay là gì của nhau? Chúng ta phải nhìn nhận cuộc gọi này thế nào? Tại sao ông ta lại gọi điện cho kẻ thù của chúng ta? Đồng chí Tập Cận Bình, tại sao ông tới Moscow dành thời gian 3 ngày ở đây để cản trở công việc của Tổng thống Putin? Trong khi đó, Trung Quốc đã gây ngạc nhiên khi bỏ phiếu ủng hộ một nghị quyết tại Liên Hợp Quốc. Trong đó, ở điều thứ 9 có đề cập tới việc Nga là quốc gia xâm lược Ukraine. Toàn văn của nghị quyết rất dài và hiện còn đang có nhiều tranh cãi. Nhưng giới phân tích cho rằng 18 quốc gia đã bỏ phiếu trắng, trong khi Trung Quốc lại bỏ phiếu ủng hộ việc coi Nga là quốc gia xâm lược. Phải chăng lập trường của Bắc Kinh đã thay đổi? Trong khi liên minh Nga-Trung đã xuất hiện rạn nứt đầu tiên, thì châu Âu tiếp tục cam kết ủng hộ Ukraine bằng cách đẩy mạnh sản xuất đạn pháo để viện trợ cho quân đội nước này. Cụ thể, quan chức cấp cao của Liên minh châu EU là ông Thierry Breton cho biết châu Âu muốn dành thêm 500 triệu euro để tăng cường sản xuất đạn, đặc biệt là đạn pháo 155mm mà Kiev đang đề nghị được cung cấp. Ông Breton nói rằng châu Âu đã có nền tảng công nghiệp sản xuất đạn, nhưng nó không đủ quy mô để đáp ứng nhu cầu an ninh của Ukraine và của các quốc gia thành viên EU. Vậy nên, chúng ta có thể và cần phải hồi sinh nền công nghiệp trợ cấp đó để nó đáp ứng được nhu cầu của cuộc xung đột cường độ cao. Trong hơn một năm qua, đạn pháo là vũ khí lợi hại nhất giúp Ukraine đẩy lùi các cuộc không kích của Nga. Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine ngày 3 tháng 5 cho biết quân đội nước này đã phá hủy 21 trong số 26 máy bay không người lái UAV Shepard trong cuộc không kích đêm qua 2 tháng 5 của Nga vào thành phố Kiev. Chính quyền quân sự thủ đô Kiev cũng thông báo trên Telegram rằng khi còi báo động không kích vang lên khắp thủ đô Kiev, tất cả các mục tiêu của đối thủ đã bị bắn hạ trong không phận xung quanh thủ đô. Tuy nhiên, phía Ukraine cũng phải thừa nhận không thể chặn được bom dẫn đường của Nga. Cụ thể, phát ngôn viên không quân Ukraine là Yuri Ignat cho biết hôm 2 tháng 5 rằng mỗi ngày có khoảng 20 quả bom dẫn đường được ném xuống các khu vực tiền tuyến. Chúng bay xa tới 70 km và đủ sức nhắm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu. Chúng tôi không thể đối phó loại vũ khí này. Mạng lưới phòng không của Ukraine không thể đánh chặn các quả bom. Hiện tại, ưu thế không quân cho phép máy bay Nga thả bom dẫn đường từ độ cao lớn, giúp bom dẫn đường của Nga đạt tới tầm bay tối đa, trong khi phi cơ Nga thì nằm ngoài tầm bắn của phần lớn hệ thống phòng không Ukraine. Tuy nhiên, đại tá Ignat cho rằng biện pháp đối phó tốt nhất với loại bom dẫn đường này là bắn hạ tiêm kích mang chúng. Tin tốt là chúng tôi đã có một số khí tài phương Tây có thể đe dọa chiến đấu cơ đối phương từ khoảng cách 150 km. Bằng cách sử dụng hai hệ thống Patriot được Mỹ, Đức và Hà Lan viện trợ. Nhưng không may là Ukraine mới chỉ có 2 tiểu đoàn và vẫn đang chờ đợi quyết định về tiêm kích F-16.